Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một sản phẩm nữa đến từ nhà Lacoste các bạn ha. Lần trước là một đôi dép rất là đẹp, và lần này là một đôi giày các bạn ha. Và rất là may mắn, lần này là đôi giày này có về được nguyên hộp cho khách. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy cái model của nó đây các bạn. Đấy ha, làm bằng da các bạn ha. Black là màu đen, rồi mã vạch. Đây là size 8 các bạn nhé. Quay một vòng trước khi mở hộp các bạn ha. Rồi, hộp của Lacoste thì cũng đóng rất là đơn giản thôi. Thì đây, wow, có giấy chính hãng của Lacoste luôn các bạn ha. Đây, wow, đây trên tay của mình là đôi giày da rất là đẹp đến từ nhà Lacoste. Đây các bạn, mình đã mở đây. Đây ạ. Đây. Tại vì cái đôi giày nó khá là lớn so với cái điện thoại các bạn ha, nên mình nhiều lúc mình quay sẽ bị mất nét. Mình sẽ bỏ cái hộp phần bên các bạn. Đã đây. Đây là đôi giày đến từ nhà Lacoste các bạn. Đây. Rất là đẹp, con cá sấu đặc trưng các bạn ha. Đây, phía sau cũng vậy, là bằng da màu đen, da rất là mềm các bạn ha. Mình đặt cho khách đôi giày này trong lúc đợt nó sale các bạn là 2,5 triệu. Rất là rẻ so với đôi giày các đôi giày ở Việt Nam thì giá này rất là ok các bạn. Những cái đôi giày mà thương hiệu Việt Nam thôi, như là An Phước hay là Piacadin hay là Đông Hải hay là Hồng Thạnh, thì nếu một đôi giày da như vậy thì giá cũng phải tương đương các bạn ha. Ở đây là chúng ta có hàng của Lacoste của Mỹ. Đây, đây là tag của nó vẫn còn đấy các bạn ha. Đó. Đầy đủ tag các bạn nhé. Đây. Đó, đây là đôi giày size 8 các bạn ha. Đấy. Đó, size 7 UK, size Euro là 40.5 và size Mỹ là size 8. Đó. Rất là đẹp các bạn. Đó. Da mềm, mịn các bạn ha. Các đường chỉ may rất là ok. Đi rất là lịch sự, lịch lãm, một đôi giày lười rất là lịch lãm các bạn. Đó. Đó. Các chị nào có nhu cầu mua tặng các anh chồng thì liên hệ với mình, nhưng mà hình như là đợt sale này nó cũng đã hết rồi các bạn. Là mình sẽ chờ đợt sale tiếp theo, mình sẽ đăng trên ra cái trang Zalo của mình các bạn ha. Nên các bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ với mình. Thì hàng này là hàng order từ nước ngoài về nên nó khá là lâu. Đi đô này mình mất khoảng 6 tuần các bạn. Đó, 6 tuần mới về đến tay. Đó. Nhưng mà khi về đến nơi thì công sức chờ đợi cũng rất là ok. Đó, và đô này mình sẽ giao khách vào chiều ngày hôm nay. Đó. Rất là sắc sảo các bạn ha, Lacoste. Đó. Với cái giá này ở Việt Nam chúng ta cũng chỉ mua được những đôi giày như Đông Hải hay là An Phước thôi. Nhưng mà chúng ta chịu khó chờ đợi thì chúng ta sẽ mua được những đôi sản phẩm đến từ nước ngoài, xách tay về rất là ok. Đó. Cao su rất là êm các bạn ha. Đó. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm trên tay như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.